Đây được coi là chiếc xe làm việc không ngừng nghỉ nha cả nhà. Hôm nay mình thi công một cái tiệc khá là lớn ở dưới Long An á, thì mọi người biết là cái xe này nó sẽ hỗ trợ tụi mình, đó là đưa những cái thiết bị lên bên trên để mà treo. Mọi người biết là khi mình treo cái trần như thế này là theo cái khung của mình rồi, nhưng ngoài đó nó sẽ có những cái lỗ trống, kiểu đây là nhà kho, nó nối giữa cái nhà kho với cái khung rạp cho mình dựng á, cho nên có một số cái chỗ khuyết điểm mà muốn chỉnh chu hơn thì mình phải đi lên trên để mà thực tế gia cố lại để cho nó được đẹp hơn. Cho nên là đôi khi mình nói là cái tình huống nó quan trọng nha mọi người. Xử lý tình huống thì mình có phải đầy đủ nguyên liệu cũng như là mình có rất là nhiều cái thứ mang theo, chứ không phải lúc nào mình cũng được hoàn mỹ, đúng không? Cho nên là những bạn mà làm nghề chúng ta lưu ý là không phải ra thực tế lúc nào cũng giống như trên bản vẽ, tại vì khách hàng đôi khi họ sẽ muốn thêm cái này bỏ cái kia, mà lỡ như trong trường hợp đó bạn không có đồ là thua, không hao đây được. Cái nhà kho này rất là lớn cho nên làm chỉnh chu mà từ trong ra ngoài để mà chuyên nghiệp thì bắt buộc phải có những cái sự hỗ trợ từ các đơn vị ánh sáng hoặc là những cái đơn vị liên quan bên mình làm việc, thì là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Và mình vẫn thường hay nói với các bạn rằng là quan trọng nhất đó không phải là cái tiệc chúng ta nhận bao nhiêu, chúng ta làm bao nhiêu, mà quan trọng nhất là chúng ta mang lại cái sự hài lòng cho khách hàng. Và đặc biệt nhất là cái đẳng cấp của chúng ta không phải là chúng ta làm đẹp, mà đẳng cấp nhất là chúng ta xử lý tình huống. Mọi người công nhận điều nào? Khi mà có tình huống xảy ra, cái việc mà chúng ta xử lý, chúng ta đứng ra chúng ta làm lại làm sao đó nó chỉnh chu, và đó là vấn đề quan trọng. Nói không phải là mình có sự cố gì, tức là tiệc mình rất là ok chỉnh chu, nhưng mà đây là một trong những cái thông tin mình chia sẻ, giống như kiểu mà làm nghề thì có những cái khoảnh khắc mình quay lại nó liên quan tới nội dung gì thì nói nội dung đó, chứ không phải ấy. Đó, mọi người thấy cái xe nâng này sẽ giúp cho các bạn đưa những cái vật dụng đồ lên trên đó rồi mới làm được, chứ không phải là lúc nào cũng dễ dàng. Cho nên có nhiều bạn nói trời ơi lấy tiền nhiều thế này thế kia đáng không đáng, bạn cứ quan sát nguyên cả một quá trình người ta làm việc đi, từ ekip âm thanh ánh sáng, chương trình màn sao màn hình led, trang trí nhà hàng, nấu ăn, gia đình tạp vụ, nói chung là tất cả những cái ekip phục vụ, múa, MC, ca sĩ, tất cả những đơn vị đó mới tạo nên một công trình. Cho nên riêng cá nhân mình thì là một người có thể lấy một cục đó rồi chia lại cho nhiều đơn vị, và mỗi đơn vị như vậy cũng sẽ có những cái nhân sự rất là giỏi, họ cộng hưởng vô, họ kết hợp vô thì mới tạo nên một tác phẩm. Thì bản thân mình cũng là cái người giống như kiểu ăn miếng bánh lớn thì chia ra mỗi người một xíu xíu, cho nên bản thân mình có thể làm được trọn vẹn một cái tiệc. Cho nên là nếu mà nói là mình là cái người mà làm đẹp hết tất cả mọi thứ thì chắc có lẽ là mình xin nhận được cái sự kết nối, là kết nối từ gia đình đến tất cả những đơn vị liên quan, chứ không phải là bản thân mình có thể làm được điều này. Còn mình thì được cái may mắn là ông trời cho mình có cái nghề cũng như có cái mắt nhìn, thì bản thân mình nhìn thấy cái gu đó, mà may mắn là gu của mình thì cũng được rất là nhiều người có điều kiện thích, cho nên cho mình được những cái cơ hội để có thể được làm những cái tiệc rất là lớn, và đó là một trong những cái vinh dự nhất của người làm nghề. Mọi người có đồng ý quan điểm này không? Cảm ơn mọi người rất nhiều nha, hy vọng mọi người sẽ xem hết cái clip này ạ.